Vâng, em Tuấn Anh đại diện cho quảng cáo bán hàng tại Salon ô tô đội 1 thì hôm nay xin được giới thiệu gửi tới quý vị anh chị và các bạn một cái mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ. Đó thì vừa rồi là em đã chạy trải nghiệm một đoạn trên chiếc xe này, phải nói là cảm giác lái cực kỳ sướng và thích thú. Thì xin được giới thiệu tới quý vị anh chị một mẫu Land Cruiser Prado phiên bản 2.7 VX được sản xuất vào năm 2018. Một chủ từ đầu, chiếc xe này đứng tên công ty có thể xuất hóa đơn cao khoảng 900 triệu quý vị anh chị và các bạn nhé. Thì em cũng xin được giới thiệu luôn là xe đăng ký biển Hà Nội. Đó, biển Hà Nội. Xe trang bị cái ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen nguyên bản theo xe, một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Đó, quý vị anh chị có thể cùng em đánh giá nước sơn si của chiếc xe này, nó rất là tuyệt vời, nó gần như là zin nguyên bản từ đầu đến cuối. Đó, xe trang bị rất nhiều các cái option tiện ích quý vị anh chị nhé, cảm biến sau, cảm biến trước đầy đủ. Cam 360. Đó, cam hành trình. Và đặc biệt nó là thêm có cả cửa hít. Đó. Gia chủ cũ là trang bị cả cửa hít nhé. Dàn lốp rất là mới và còn dày. Đấy, quý vị anh chị có thể thấy nhìn cái form dáng của một cái chiếc Prado sản xuất vào năm 2018 thì nó rất là đẹp và nhìn nó rất là hoành tráng và hầm hố như này. Đó, đây là những cái vết mà bùn em vừa đi qua cái vũng nước nó có thôi. Đó, quý vị anh chị có thể nhìn thấy này, phía đằng trước đây, cái mặt ca lăng nó cải tiến rất là nhiều, mặt ca lăng cỡ lớn. Hiện tại chiếc xe này mới lăn bánh được quãng đường là hơn 7 vạn km thôi ạ. Đó, phải nói là cực kỳ đẹp và chất. Thời điểm này thì trong hãng thì em cũng biết được cái thông tin là hiện tại là không có xe giao ngay. Thế nếu như quý vị anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một cái xe một cái tài chính tầm khoảng dưới 2 tỷ thì đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý và tuyệt vời. Đó, bây giờ em sẽ giới thiệu tới quý vị anh chị và các bạn về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đó, mời ống kính đưa vào trong để giới thiệu thêm cho quý vị anh chị và các bạn về phần nội thất. Đó, nội thất ghế da nguyên bản từ đầu theo xe, tất cả những cái đường chỉ khâu nó gần như là còn mới nguyên bản, xe đi rất là ít. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn thấy này, cực kỳ là tuyệt vời nhé. Kể cả những cái phần la phông trần còn rất là mới, trần bọc màu kem. Đó, nó làm cho cái tông màu của xe và phần khoang nội thất nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều. Đấy, ở đây thì gia chủ cũ có trang bị luôn cả cái bộ lót sàn 5D. Nói thật sự là khi mà quý vị anh chị sở hữu chiếc xe này thì chúng ta không phải trang bị thêm bất cứ một cái chi tiết gì nữa. Bởi vì là màn zin theo xe mà có hỗ trợ giải trí. Đó, cam 360, tất cả bề mặt vô lăng là còn rất là mới nhé. Nó không hề có một cái vết mờ đục hay xước gì cả. Đó. Về cái option của cái dòng Prado này thì chắc là em cũng không phải giới thiệu gì nhiều. Bởi vì nó cũng rất là đơn giản. Thế tuy nhiên nó hoàn toàn là đủ để cho quý vị anh chị sử dụng trên một cái chiếc xe đời cao. Đó, chế độ cài cầu điện, phanh tay, tất cả mọi thứ củ số là đều là mới. Xe trang bị cả hộp lạnh luôn, điều hòa là 3 vùng độc lập. Đó, quý vị anh chị có thể nhìn thấy nhé. Ở hàng ghế thứ ba là phía đằng sau thì chúng ta có thể hạ xuống chỉnh điện. Thì bây giờ em sẽ mời quý vị anh chị về để quan sát về cái phần khoang đằng sau của chiếc xe nhé. Đây, đó, quý vị anh chị có thể nhìn thấy này. Ở hàng ghế thứ ba chúng ta gập xuống tạo một không gian rộng rãi để chúng ta có thể nghỉ ngơi. Đó, nghỉ ngơi. Đây, tất cả cái chế độ mà chúng ta chỉnh điện ở đây, nhưng mà hiện tại là em đang để cái tấm lót sàn này thôi, em sẽ không chỉnh lên nữa. Đó, tất cả những cái chi tiết như ốc ác keo chỉ là đều còn zin nguyên bản. Đây, đó, quý vị anh chị có thể nhìn thấy nhé, phải nói là cực kỳ đẹp. Chiếc xe đối với những cái dòng xe sang mà như thế này thì chắc chắn là gia chủ cũ đi là chúng ta rất là giữ gìn rồi. Ngoài ra chúng ta có thể mở thêm cái phần ở trên này nữa, đó, phục vụ cho cái việc mà khi mà chúng ta đi vào những cái khung đường hẹp nhé, khung đường hẹp. Đèn phanh thứ ba ở trên cao, quý vị anh chị có thể nhìn thấy này, phiên bản Land Cruiser Prado VX, tất cả mọi thứ là zin nguyên bản từ đầu theo xe. Còn mời anh chị nhìn thêm một cái góc thứ hai, đó là góc từ bên phụ sang để đánh giá được toàn bộ một cách khách quan nhất về cái phần nội thất của chiếc xe. Xe cực kỳ là mới và đẹp nhé. Đó. Bây giờ em sẽ lên phía trên để em quay cái khoang máy, quý vị anh chị có thể đánh giá. Với những anh chị mà ở xa thì có thể là thông qua cái video này của em thì anh chị đã đánh giá là một phần về chiếc xe rồi. Thế sau đó thì quyết định có thể qua cửa hàng em xem xe trực tiếp, lái thử và chúng ta sẽ thương lượng bàn bạc về giá nhé. Đây, quý vị anh chị có thể nhìn thấy. Đầu tiên em xin được giới thiệu với những cái chi tiết như ốc nắp capo này, zin nguyên bản. Đó, zin nguyên bản tuyệt đối. Những cái mép keo chỉ ở phía trên là không mất một phân nào. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn thấy nhé, xe nó cực kỳ mới và được giữ gìn. Đó. Khi mà bên em tuyển chọn những chiếc xe, nhất là những xe hạng sang như này thì cái đầu vào cực kỳ là khắt khe. Đó. Quý vị anh chị có thể nhìn thấy bề mặt máy rất sáng này, gần như là một chiếc xe mới. Tất cả những chi tiết ốc mặt máy,
Đó, những đường ống của điều hòa hay là những khung răng sắt xi là đều nguyên bản hết, vẫn còn cái vạch sơn của nhà sản xuất nhé. Đó, chiếc xe phải nói là quá mới, không có cái gì để phải bàn nữa. Xe thì bên em bao check hãng, bao check gara trên toàn quốc. Quý vị anh chị nào mà quan tâm mà cần kiểm tra về chất lượng mà quá hãng thì cứ báo bên em thôi, bên em sẽ đánh xe theo cái yêu cầu của quý vị anh chị. Vâng, vừa rồi thì em Tuấn Anh đã gửi tới một số cái hình ảnh về nội ngoại thất của cái chiếc xe Land Cruiser Prado bản VX sản xuất 2018, một chủ từ đầu. Thì hiện tại nó đang được bày bán tại cửa hàng bên em có địa chỉ tại số 1B, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì nếu mà quý vị anh chị nào quan tâm cái mẫu xe này thì cứ nhấc máy alo vào số hotline của bên em để góc bên trái màn hình quý vị anh chị và các bạn nhé. Đó, chất lượng xe bên em cam kết tới quý vị anh chị và các bạn là mẫu xe nguyên bản, không đâm đụng tai nạn ngập nước. Còn về giấy tờ pháp lý là hoàn toàn minh bạch, đầy đủ điều kiện để quý vị anh chị có thể sang tên, chuyển về tên công ty cũng được, hoặc là về tên cá nhân nhé, rất là nhanh chóng và gọn lẹ thôi. Đó, còn về hiện tại là mức giá bên em đang chào bán chiếc này là mức giá là 1 tỷ 850 triệu. Giá bên em vẫn còn thương lượng và gia lộc khi mà quý vị anh chị thiện chí qua cửa hàng em xem xe. Đó, thì cuối video thì em xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn bộ quý vị anh chị và các bạn, một ngày làm việc thật hiệu quả và vui vẻ hạnh phúc. Thì quý vị anh chị nào quan tâm mẫu này thì cứ qua trực tiếp cửa hàng bên em. Đó, một lần nữa em Tuấn Anh xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.